Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn, nhớ cho mình xin một like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp Clam Top Cần có hiệu là Canary này các bạn. Con này chạy trên nền tảng của Avaxan nha các bạn. Thì mình có một cái video hướng dẫn các bạn tích hợp mạng Avax lên MetaMask với phần link. Video để cho phần link mô tả với video mình nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn copy username tại Twitter của nó nè, từ A-Cộng Canada nè. Các bạn qua tờ Twitter của mình, các bạn tìm kiếm nha tất cả các bạn, hoặc là mình có để phần link tờ Twitter của Giang cho các bạn theo dõi nè. Giang rồi các bạn nhìn vô đầu tiên bạn theo dõi nè. Rồi xuống đây thì các bạn copy cái hashtag này và các bạn like và tờ tweet tăng ba người bạn vào nha tất cả các bạn. Rồi các bạn nhắn vào đây và tăng ba người bạn vào nha tất cả các bạn. Bạn đây mình rồi các bạn gõ cộng là ra những người bạn của mình nha các bạn. Rồi các bạn copy những người bạn của mình nè. Rồi các bạn bấm tự quyết lại nè. Sau khi các bạn tự quyết lại xong thì các bạn bắt up lại cái link phong hồi nãy nè các bạn. Rồi nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn join vào kênh Telegram group nữa nè. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Thì bạn nào chưa join vào kênh Telegram channel của mình thì các bạn join vào nha các bạn. Để cập nhật những thông tin từ những dự án của mình nên tất cả các bạn, để mình cho lại có ok mình đã cho rồi các bạn. Mình chủ yếu mình chỉ qua kiểm tra coi có lướt cấp tra hay không. Tiếp tục thì các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn đã cho chào nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username Twitter các bạn đã follow dự án nè. Rồi tiếp tục các bạn gửi là một link gì tweet nè. Thì bạn nhấp cho ba cái cùng nhấp cho một hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ cái bài tweet này nha các bạn. Rồi bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ mạng Avaxan nha các bạn. Thì các bạn có thể dùng địa chỉ với MetaMask, ETH trên với MetaMask nha các bạn. Thì mình các bạn chờ mình chút xíu mà. Đây thì mình chủ yếu lấy địa chỉ mạng Avaxan cho những các bạn nào mới luôn các bạn. Thì các bạn đó Alan Chan, Matis Chan. Rồi các bạn chỉ bấm nhận thôi các bạn. Rồi các bạn sao chép thôi các bạn. Sorry. Đây thì khi các bạn tạo ví, mình không biết sao mình đã có 0.012 tôi cần Avax nè. Này tôi cần này nó cho mình phí ga luôn các bạn. Các bạn tạo thử nha các bạn. Rồi bác chi nhận nè. Các bạn sao chép nè. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ nó xong rồi các bạn. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục một con airdrop nữa nha các bạn. Thì dự án thứ hai mình gửi đến các bạn tham gia chương trình airdrop nhận 400 tôi cần Modo nè các bạn. Chạy trên nền tảng Binance Smart Chain các bạn. Thì cũng tham gia, để tham gia giá hôm nay các bạn cần list phần liên thứ hai của mình, mở tới đây bấm start để chatbot tiếp tục các bạn. Rồi các bạn đưa captcha giống hình, các bạn chọn giống hình này các bạn, hình con gấu nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào tắt Telegram nè. Rồi các bạn vào join vào kênh Telegram của nó các bạn. Rồi bạn join vào nè. Đây thì không có captcha, các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Telegram Don nha các bạn. Continue nét tiếp. Để dịch các bạn. Ok, nó kêu tiếp tục bước tiếp theo là các bạn bấm vào Twitter nó tắt nè. Rồi các bạn follow Twitter và retweet tăng 3 người bạn nha các bạn. Các bạn nhấp vào Twitter nè. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nè. Các bạn copy cái hashtag này nha các bạn. Để mình copy cái hashtag. Rồi các bạn copy cái hashtag đó rồi bấm like nè. Các bạn chỉ dẫn cho tweet nha các bạn. Rồi các bạn tăng 3 người bạn của mình vào với tweet nha các bạn. Rồi các bạn bấm test lại nha các bạn. Rồi sau khi các bạn test lại xong thì các bạn bắt đắp lên nè. Khoan các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại cái link Twitter nè. Rồi các bạn bấm vào follow Twitter Don.
Rồi, nó kêu bạn request với hashtag dot này nè. Thì bạn bấm vào request comment nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ lại một cái link tờ Twitter. You send me link tờ Twitter profile. Thì các bạn gỡ lại đường link tờ Twitter profile link mình nha các bạn. Thì mình đã request cho các bạn. Quý gì game nè. Bạn mở tờ Twitter bên này nè. Trên tờ Twitter thì bạn nhấp vào hồ sơ nè. Bạn nhấp vào bài bạch cùng chia sẻ nè. Bạn sẽ chết liên kết nè các bạn. Rồi bạn mới đắp ra nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì bạn gỡ làm cái link request này bạn. Để mình nhấp vào file cái bài hồi nãy nè các bạn. Mon Swap. Phan các bạn để bắt đắp Mon Swap. Mở tờ Twitter lại. Phan các bạn. Các bạn copy cái hashtag này lại đi các bạn. Các bạn mở lên bot Telegram của tất cả các bạn nè các bạn. Các bạn vào đây các bạn tự quyết cái bài này nè các bạn. Để vô chính xác các bạn. Các bạn like các bạn. Các bạn chỉ dẫn cho tự quyết lại nè. Mình dán vào các bạn. Rồi các bạn mở tờ Twitter tất cả các bạn ra like nè. Giờ bao gạch nè, chấm cho một hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ lại cái bài các bạn đã tờ Twitter nè các bạn. Cho chính xác cái bài tờ Twitter nè các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Nãy mình tờ Twitter giỏi quá. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào tab thứ ba là cái tab tự Instagram nè. Thì các bạn follow Instagram. Trên Instagram thì các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi bạn bấm đắp lên các bạn. Rồi bạn bấm follow Instagram Don nè. Like và comment bot Instagram. Này nó không nói luôn. Rồi các bạn like nè. Rồi các bạn bình luận nữa nè các bạn. Cho bạn bình luận bất kỳ đi các bạn. Đây thì không có. Mà bình luận good ai ghép đi. Rồi bạn đăng nè. Rồi các bạn tự biết chia sẻ luôn các bạn. Sao chép liên kết của mình. Mình like. À tự biết là các bạn bấm vào mũi tên nè các bạn. Rồi lúc khác. Về cái trên Instagram mình cũng không biết review bot comment bot là chia sẻ để mình chia sẻ các bạn. Rồi các bạn like và các bạn comment xong thì các bạn nhấp vào ba cánh cùng các bạn bấm vào chia sẻ lên nè. Chia sẻ lên tờ Twitter luôn đi các bạn. Thôi để mình xóa đi các bạn. Chia sẻ tờ Twitter nhiều quá. Chia sẻ lên Facebook đi. Chia sẻ lên tờ Twitter quá nó phá cái ạc của mình luôn ạ. Rồi các bạn cứ việc chia sẻ lên tờ Twitter hoặc Facebook chứ cũng được. Các bạn mới đắp lên các bạn. Rồi các bạn bấm là comment like bot nè. Don nè. Submit you. Tiếp tục thì bạn gỡ lên link profile Instagram của mình nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào Instagram nè. Đó giờ mình ghét Instagram. Các bạn nhấp vào anh chạy anh avatar mình nha các bạn. Bạn nhấp vào bài cái cùng nè. Rồi bạn sao chép cái Instagram mình nè. Rồi các bạn gọi là chatbot nha các bạn. Không let you Instagram tắt. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào mục submit UBCRS nha các bạn. Thì các bạn gọi địa chỉ với BNB Smart Chain S20 mình. Các bạn có thể dùng địa chỉ trên YouTube Wallet
của mình nha các bạn. Sao chép địa chỉ nữa. Rồi bạn bắt đắp lên. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục bạn bấm vào một trap link nè. Các bạn lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 400 token Modo đến đây cũng kết thúc rồi các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.